Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác mẫu xe đua của Merida. Merida Shadow được trang bị bộ chuyển động Shimano Clarit, cặp phanh 3 mảnh của Shimano Soza, vành Mayer là Shimano của Shimano. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Toàn bộ phần khung của chiếc xe là làm từ nhôm, lớp sơn nguyên bản. Trang bị bộ chuyển động của Shimano Clarit. Cặp phanh 3 mảnh của Shimano Sura. Xe đang bán với mức giá 6,8 triệu. Cốt đi đông, cọc yên là đồng bộ của Ulu. Chúng ta sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này, các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 51 cm. Xe sẽ vừa các bác từ khoảng 1m64-65 đủ đến 74-75 như là phù hợp. Bộ lít 8 tầng với 2 tầng đĩa, đo 16 tốc độ. Giá của chiếc xe như em đã nói ngay từ đầu video là 6,8 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.